Dạ, em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em có lên một chiếc Quay Alpha, Honda Quay Alpha. Xe đẹp, mới đập áo ha. Mới đập áo. Vàng bạc nước xương rin đầy đủ hết. Đầu lòng HVN. Vô bình xăng quay A luôn ha. Bọc sơn riêng luôn, câm niềng u xì ha. Câm niềng riêng sau xe, xanh lét luôn. Biển số 52B3-1099. Thì như thường lệ thì nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em xin nhắc lại là nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là 097 44 99 005. Số điện thoại em có Zalo ha. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 097 44 99 005. Số điện thoại em có Zalo. Rồi một chiếc Quay Alpha này em bán giá là 11.500.000. Em bán mau lẹ luôn, lại vậy 1-200.000 là bán luôn anh em ơi. Xe giờ khó quá buôn bán lắm. Bắt đầu em tả sơ bắt đầu ngoài nhé. Dần ngoài nguyên quán màu bạc đập hãng 2.500.000, không có bựng yếm. Rồi đồng hồ như này, chìa khóa 2 chìa, móc móc này luôn, 3g 10 ly. Thật sẵn là xin nổ máy trước đi. Xe này hết xăng, còn được phí xăng anh em. Xe này nặng không khói ha. Máy đang nổ im, hơi rí rí miếng, hơi sẹt sẹt miếng, nhưng mà máy im ha. Đây máy đang nổ cực kỳ luôn. Ô này, ô đẹp, nguyên cái ô đẹp. Em xin tắt máy cho dễ nói chuyện anh chị cô chú bác. Rồi sẵn đây vô em tả luôn. Phù này đập một gia công 350, trăm niền vàng bạc, đầm này là còn theo xe vui xì ha. Cái góc này có sơn rồi. Mấy cái bát này là mới, ốc tán dí là mới hết, bát này mới luôn, thay mới xịn nha. Cái vô đẹp, vỏ ruột còn dày. Biển số 53B3-1099, giá 11.500.000 anh chị chú bác. Đèn kèn đầy đủ, đèn kèn xi nhan đầy đủ hết. Xi nhan đèn kèn đầy đủ hết. Rẻ, xe này rẻ. Nè, cái sườn long lanh luôn. Đây nè. Sẵn bánh sau rồi, quay bánh trước luôn. Đây nước sơn theo xe đây, vàng bạc, câm niềng u xì, niềng u xì ha. Mấy cái bát này anh em muốn mới em cho mới luôn, thay mới luôn. Đầu rồng xe này làm rồi anh chị cho quá. HVN đầu rồng quen phân. Xe này xe lốc trắng, lốc trắng chỉ ngang 204, sơn là lốc đen, sơn là lốc đen hai chị các bác. Hai cái tem này là mới cũ quá, lọt ra chút rồi cho dán hai tem mới luôn. Áo sống sạch sẽ. Xe này thất bại cái là có cái sườn đó chị các bác, cái sườn dưới này nó hơi xấu xấu nè em, cái nào xấu nói xấu.
cái sườn ở dưới này nè nó hơi xấu, người ta đã làm là sạch sẽ rồi, cứng ngắc luôn. Người ta có sơn lại mà sơn hơi xấu ở dưới này nè, mà ta làm nó kỹ lắm, ta hàng còn làm sạch sẽ lắm, y như nó nói chung y như là mới luôn, mà điều ta sơn xấu, không có, nói chung hiện giờ là không có một mọt gì hết. Đây em xin dỡ cái yên xe lên luôn. Bình xăng này có sơn lại mới lắm. Nè, sơn đẹp đó. Vàng khè luôn. Còn green. Mấy cái bát này green luôn. Cái yên vẫn còn theo xe chữ Honda. Đây chữ Honda đây. Honda. Giá 11.500.000. Xe máy móc ngon lành về chạy thôi. Anh em không cần làm gì hết. Đây. Cái xe này không có giò đạp ha, có bình đề à. Giờ này còn zin nè, củ đề nè, củ đề quen pha nè, bình xăng quay A, cha củ tử quay A luôn, quay A 110, cho nên xe này chạy bốc, ốc tán zin dữ lằn dữ dằn lắm, 4-3 ốc đầu còn zin, cha bao tay dứt hết luôn, cầm zin luôn. Đẹp. Xe này trời, em xin báo là xe này giấy màu đỏ. Hiện bây giờ là trong giấy màu đỏ. Đây. Nhãn hiệu Honda. Dung tích 97 màu đỏ. Anh em muốn màu đỏ thì thêm khoảng 2 triệu nữa. Em đặt quá màu đỏ vô. Nguyên lá màu đỏ liên can hãng luôn. Em đặt áo màu đỏ vô là thành màu đỏ, còn mấy anh em muốn thích màu bạc thì chơi nó. Giá có 11.500.000 à. 11.500.000. Xe này làm đầu lòng rồi. Nói chung để về chạy cũng được anh chị yêu quá. Ốc tán này nè, cho vô ốc tán mới luôn, chút em cho vô luôn. Ốc bột sên em cho mới luôn. Nói chung em bán vậy em kỷ niệm cho anh em bộ ốc bột sên nè. Mấy ốc gác này nè. Mũ của su đồ này kia đó, em sẽ cho anh em một mớ đồ. 11.500.000. Xe này không có bể chảy nhớt bể lóc này kia đâu ha, sạch sẽ lắm ha. Cầm này này chạy biết trên nào mà hư nó. Xe này em xin nổ máy lên cái nó ha, nó cũng hết xăng rồi, nổ máy được miếng, máy móc dữ dằn lắm, hết xăng thiệt. Máy ấm lắm, máy ấm. Máy ấm, đang nổ canh tì luôn. Rồi em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 097 44 99 005. Số điện thoại em có Zalo ha. Xe này em bán giá 11.500.000. Anh em thích thì cứ alo em. Em có xin em hỗ trợ ha. Hỗ trợ vận chuyển xe đi toàn quốc, đi các tỉnh miền Tây, Sài Gòn rồi á. Tùy theo cái xa gần. Anh em mình thỏa thuận cái phần phần vận chuyển với phần
giá cả xe. Rồi em xin kết thúc clip tại đây. Em xin nhắc lại xe này em bán giá là 11.500.000. Một chiếc xe quay Alpha sạch sẽ, về anh em chỉ chạy thôi, không cần làm gì hết. Rồi em xin kết thúc clip tại đây. Em xin chào, tạm biệt, hẹn lại video kế tiếp.